Thưa quý vị, Ban Quản lý vườn chim Bạc Liêu cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, tại vườn xuất hiện khoảng 200 con còm nhạn, hay còn gọi là cò ốc về cư trú. Đây là loại chim quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Thời điểm này đang là đỉnh điểm nắng nóng của mùa khô, Ban Quản lý vườn cũng đã tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng. Đàn còm nhạn về cư trú tại vườn chim Bạc Liêu có số lượng khoảng 200 con, trọng lượng từ 1 đến 1,6 kg một con. Cò nhạn có chiều cao khoảng 50cm, rạ cánh lớn tới hơn 1m. Đây là loài chim quý được ghi danh trong sách đỏ Việt Nam với nguy cơ tuyệt chủng ở mức độ rất cao. Cò nhạn thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Ở nước ta, cò nhạn cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi như miền Tây Nam Bộ và Tây Ninh với số lượng không nhiều. Như hiện nay có các cái loài quý hiếm cũng như là loài cò ốc cũng đang xuất hiện, là đang về ở đây tập trung để mà cư trú tại khu bảo tồn, và cái lượng các cái loài chim năm nay nó cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là các cái loài chim quý hiếm cũng như là các cái loài chim mà nó cư trú và sinh sản ở đây thì nó sẽ làm tăng cái số lượng lên. Cò nhạn thường sống định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác. Thời gian qua, hoạt động bảo tồn tại khu rừng vườn chim Bạc Liêu đã tạo được môi trường an toàn cho các loài chim về trú ngụ, sinh sản, nhân đàn ngày một nhiều. Hiện nay, toàn bộ lâm phần rừng vườn chim Bạc Liêu đang đứng trước nguy cơ cảnh báo cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khoảng 200 hộ dân sinh sống gian khu bảo tồn tham gia vào các tổ bảo vệ phòng chống cháy rừng, Ban Quản lý rừng đã tổ chức lấy nước theo triều cường, dự trữ vào các kênh mương nhằm tăng độ ẩm rừng và dự trữ nước, phòng khi sự cố xảy ra, đồng thời thường xuyên phun nước tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Mùa khô năm nay thì nó sẽ diễn biến và kéo dài đến thời điểm khoảng tháng 5. Thì tháng 5 thì nó mới là xuống cái có cái những cái trận mưa trái mùa, nó có thể nó làm giảm đi, còn cái cao điểm là có thể nhận định là đến tháng 5 trong cái mùa khô năm nay. Vườn chim Bạc Liêu thuộc địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu có diện tích 130 hecta với hơn 60.000 cá thể, gần 100 giống loài quý hiếm. Vườn chim cũng đã bảo tồn được một hệ sinh thái phong phú và đa dạng với 150 loài động vật, 109 loài thực vật. Vườn được chính phủ công nhận là khu bảo tồn loài sinh cảnh vào tháng 10 năm 2014.